Hello. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cùng nấu một bức chanh của củ su hào tiếp nhá. Tốt rất nhiều lần củ su hào này rồi và để đâu mới nhớ ra mọi người mình sẽ hướng dẫn cho tôi luôn nhá. Ok nha mọi người. Tôi tiếp nha. Số hào kim cương. Ok nha mọi người. Ok. Tốt rồi. Ok nha. Tốt rồi. Ok nha.
Okay. Ok, mọi người nếu mà đi trên có thể chọn một nhé. Ok. Rồi luôn. Ok. Ok. Tốt rồi. Ok nha mọi người. Yo. Có đặt lên. Tốt rồi. Ok.
Okay. Ok nha mọi người. Tốt rồi. Ok. Ok nha mọi người. Và video của mình dễ kết thúc nha. Bye bye mọi người nha.